Công tác mặt trận, các ngành đoàn thể cùng đông đảo nhân dân xóm Cà. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, các nhà trường, nơi các con, các cháu của cụ đang công tác, các hội đồng niên, đồng hương, đồng lớp, anh em họ hàng, nội ngoại gần xa, các gia đình thông gia, liên gia, bạn bè, thân bằng cố hữu, bà con nhân dân làng trên xóm dưới. Kính thưa hương hồn cụ La Văn Lâm, kính thưa gia đình cùng toàn thể phòng tang lễ. Cụ La Văn Lâm mất đi là một mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình và làng xóm. Vợ mất đi người chồng, các con mất đi một người cha mẫu mực, các cháu mất đi một người ông yêu quý, gia đình mất đi một người thân yêu. Các hội mất đi một hội viên tích cực, xóm làng mất đi một láng giềng tốt. Lúc còn sống thủa đương thời, cụ luôn chấp hành và động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Cụ luôn gương mẫu đi đầu, tham gia trong các phong trào của địa phương. Cụ tích cực hăng say lao động, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng xóm làng giàu mạnh. Cụ đã nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Song sinh lão bệnh tử cũng là quy luật của cuộc sống. Không may, cụ mắc phải căn bệnh quá hiểm nghèo. Trong thời gian dài, cụ đã cố gắng chống lại những bệnh tật để giành lại sự sống. Nhưng may mắn không đến với cụ. Sinh có hẹn, tử bất kỳ. Đến lúc, cụ phải rời xa nhân thế về cùng tiên tổ, để lại cho gia đình và người thân xóm làng niềm tiếc thương vô hạn. Trong giờ phút chia ly đau thương này, không biết nói gì hơn, ban tổ chức tang lễ xin gửi tới vong linh cụ cùng gia đình lời động viên, thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Cầu mong cho vong linh của cụ an giấc ngàn thu nơi chín suối. Mong cho gia đình mau chóng vượt qua những đau thương mất mát này, sớm ổn định cuộc sống, tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng xóm làng ngày càng giàu mạnh. Đứng trước linh sản cụ, xin được tín cẩn nhân mình lần cuối vĩnh biệt cụ. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Ngọ Thị Minh, phó trưởng ban công tác mặt trận xóm Cà, lên đọc tiểu sử của cụ La Văn Lâm. Xin trân trọng kính mời. Có trên xe rồi. Kính thưa hương hồn cụ La Văn Lâm, kính thưa gia đình tam chủ, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng các quan khách trong phòng tang lễ. Cụ La Văn Lâm sinh ngày 10 tháng 1 năm 1954 tại xóm Dẫy, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nay trú quán tại xóm Cà, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Lúc còn nhỏ, được bố mẹ chăm sóc, nuôi dạy và đi học. Đến khi trưởng thành năm 1975, cụ xây dựng gia đình với cụ bà Tạ Thị Mùi. Tháng 10 năm 1975, cụ đi làm công nhân tại xí nghiệp xây lò công nghiệp, công ty gang thép Thái Nguyên. Tháng 3 năm 1979, cụ tham gia hỏa tuyến tại chiến trường phía Bắc của Tổ quốc. Đến tháng 7 năm 1979, cụ trở lại về làm việc tại xí nghiệp xây lò công nghiệp. Đến tháng 1 năm 1980, cụ chuyển về làm công nhân nông trường Tân Khánh thuộc ngành đời sống công ty gang thép. Năm 1986, cụ nghỉ việc ở nông trường về sinh sống và làm ruộng tại xóm Cà, Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên. Cũng thời gian này, cụ đi học lớp trung cấp thiếu y. Năm 1990, được sự tín nhiệm, được bầu làm trưởng ban thú y xã Tân Khánh. Đến năm 2008, cụ xin nghỉ về làm kinh doanh tại nhà. Trong thời gian công tác, cụ La Văn Lâm luôn là người có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Với những công lao đóng góp của cụ, cụ đã được nhà nước công nhận là người có công với nước. Tên tuổi của cụ đã được ghi vào sách vàng danh dự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cụ được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ, bố đẻ là liệt sĩ. Phát huy truyền thống gia đình, cụ luôn hết mực chăm sóc, chăm lo cho gia đình, phụng dưỡng mẹ đẻ và có hiếu với cha mẹ vợ. Cụ sinh được 4 người con, 2 người con trai, 2 người con gái và 2 người con nuôi, 4 dâu, 2 rể. Cụ có 7 cháu nội, 4 cháu ngoại và 1 chắc. Cụ là người hiền lành, đức độ, luôn quan tâm chăm sóc, nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành. Cụ là người cần cù trong lao động, có trách nhiệm trong công tác, luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đề ra. Sau khi trở về địa phương, sinh sống cụ bạn, bản thân cụ luôn tham gia tích cực vào các phong trào của xóm. Cụ là hội viên người cao tuổi Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, gia đình luôn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian cụ lâm bệnh, cụ được con cháu anh em tận tình chăm sóc, tập thể y bác sĩ nhiều bệnh viện hết lòng cứu chữa. Các ban ngành đoàn thể, các gia đình thông gia liên gia, nhân dân xóm cả, bạn bè, cơ quan của các con đến thăm động viên. Song do căn bệnh hiểm nghèo, cụ không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 22 giờ 27 phút ngày 19 tháng 10 năm 2024, tức ngày 17 tháng 9 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 71 tuổi. Kính thương hương hồn cụ La Văn Lâm, sống ở trên đời ai cũng muốn luôn có sức khỏe tốt, có hạnh phúc và ước muốn bách niên sai não. Không ai muốn rủi ro bệnh tật, nhưng nhiều điều mà không ai muốn lại luôn tiềm ẩn rình rập trong ta. Sinh có hẹn từ tất kỳ, trong giờ phút biệt đi ta thương ướt đẫm nỗi buồn này. Đứng trước án tiền cụ, có vợ và các con của cụ, người thân gia quyến dòng tộc, có đông đủ cán bộ và ban ngành đoàn thể, nhân dân trong xóm và bà con làng xóm đến dự làm lễ truy điệu và an táng, vĩnh biệt cụ mà lòng xót xa, luyến tiếc ngậm ngùi chia xa. Cụ đã ra đi mãi mãi, mỗi đêm con ngắm xa trời, cầu cho cha sống ở đời với con. Lời ước đó nay chỉ còn nằm chín trên đầu vành khăn tang đẫm lệ. Cụ mất đi là tổn thất vô cùng to lớn cho gia đình. Vợ mất đi một người chồng chung thủy, các con mất đi một người cha mẫu mực, các cháu mất đi một người ông, anh em mất đi một người thân, làng xóm mất đi một thành viên tốt, các đoàn thể mất đi một người viên gương mẫu. Mất mát này mà thật là to lớn, đau thương này thật là vô hạn, không có gì có thể bù đắp được. Sau chúng ta hãy đoàn kết bên nhau, biến đau thương thành hành động cụ thể, ra sức xây dựng phát triển đời sống kinh tế, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như quy định của địa phương đề ra. Kính thưa hương hồn cụ La Văn Lâm, để tiễn biệt cụ, chúng tôi ban công tác mặt trận cùng đoàn thể nhân dân xóm Cà có quả lễ đen thắp hương cùng gia quyến cầu chúc cho cụ về nơi chín suối yên giấc ngàn thu. Cụ linh thiêng phù hộ độ trì cho con cháu mạnh khỏe, xóm làng luôn được bình yên. Còn về phần chúng tôi, trước vong linh cụ, chúng tôi xin hứa sẽ mang hết khả năng lãnh đạo nhân dân đoàn kết, xây dựng xóm làng ngày một phồn vinh như những gì mà cụ hằng mong muốn. Trong giờ phút tiễn biệt cụ về nơi âm giới mãi xa xăm, chúng tôi trên dương trần luôn tưởng nhớ, từ nay vắng cụ chuyện trò thế sự, còn đâu lời khuyên bảo lúc căm go. Vẫn biết là quy luật sao lòng thẳng khôn cầm, dù hiểu không tránh khỏi mà vẫn đau trong dạ. Cụ đã đi xa, chúng tôi xóm làng cảm phục cụ, sống tận tụy mọi người yêu quý, chết thủy chung con cháu tiếc thương, sớm tối nào quên niềm ái mộ, tháng ngày không xiết nỗi bi ai. Ôi thôi đã đến giờ vĩnh biệt. Cầu vong linh cõi tiên cảnh nhàn du, yên thân xác đặt nơi tĩnh thổ, chúng âm giới vong về an nghỉ.
nơi dương trần luôn nhớ khói hương. Vĩnh biệt cụ xin vong tin tưởng, hương soi rồi tâm sẽ sáng hơn. Chúc lúc vĩnh biệt tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng để tỏ lòng thương nhớ. Tôi đề nghị toàn thể phòng tang lễ hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.